Có thể lúc bạn xem được video này, thì hàng giả nhái đã thay đổi mẫu mã rất giống với hàng thật chính hãng rồi. Nên bạn có thể xem video cách phân biệt hàng thật giả mới nhất bên dưới video này, để biết được cách phân biệt mới nhất nhé. Trong video này mình sẽ chỉ cho bạn cách phân biệt hàng thật và hàng giả kem Meduzi một cách chi tiết nhất, để bạn còn biết mà mua đúng hàng chính hãng nhé. Nhớ đăng ký kênh của shop mình để có thể xem thêm những sản phẩm mới đang được nhiều người mua hiện nay. Bên dưới video mình có để số điện thoại Zalo cho bạn cần tư vấn hay mua kem này của shop mình thì nhắn cho shop. Zalo của shop là 0376102822. Mọi thông tin về cách phân biệt kem thật giả hay mẫu mới nhất như thế nào mình để link dưới phần mô tả. Bạn bấm vào xem để biết, tránh mua nhầm hay bị người khác lừa mua phải hàng nhái nhé. Lời khuyên đầu tiên shop khuyên bạn rằng, hãy mua đúng loại kem chính hãng, chứ đừng bao giờ mua kem mà người bán nói tem này hay tem nọ mới chính hãng. Sự thật là kem Meduzi nhập từ Nhật về không có tem nào hết. Tem chỉ là do các công ty Việt Nam mình tự dán lên, rồi chỗ này nói chỗ kia là hàng giả mà thôi. Bạn có thể xem những mẫu kem Meduzi với nhiều loại tem khác nhau đang được bán trên thị trường sau đây, để biết được kem này hàng thật giả lẫn lộn như thế nào. Bên mình trước đây nhập mấy công ty trong nước, bị người ta bán lẫn lộn hàng thật với hàng giả nhiều, có khi phải bỏ nhiều thùng kem giả với hàng chục triệu đồng, tiếc tiền cực kỳ luôn, vì mỗi đơn hàng lời có vài chục ngàn, tính ra phải bán mấy tháng mới bù lại được, mất trắng tiền mấy tháng, giống như kiểu làm cực khổ quá trời, mà không thu được đồng nào thì mấy ai chịu bỏ hàng giả lỡ nhập phải, nên bên mình hiểu được sẽ có nhiều shop lớn lỡ nhập phải hàng giả, thì họ sẽ bán hàng giả hoặc trộn lẫn với hàng thật để bán. Shop bên mình từng rất sốc và buồn khi nhập phải rất nhiều hàng giả, nhưng lại phải hủy chứ không dám bán cho ai, nên mong bạn mua đúng nơi uy tín để không mua nhầm hàng giả. Tem thứ nhất, tem thứ hai, tem thứ ba, tem thứ bốn, tem thứ năm, đây là loại tem thứ sáu, loại tem thứ bảy, tám, loại tem thứ chín, loại tem thứ mười, loại tem thứ 11, thứ 12. Bên tay trái của mình là hai hộp kem chính hãng, còn bên phải là 5 loại kem giả nhái trên thị trường. Rất dễ mua nhầm phải hàng giả lắm, vì ngay cả người bán hàng nếu không am hiểu về sản phẩm cũng sẽ dễ bị lừa, như bên mình từng bị. Đây là hai mẫu hàng thật, có tem hay không tem đều không quan trọng nhé, quan trọng là hàng chính hãng là được. Bạn quan sát kỹ hai hộp hàng thật này, giống nhau từ hình ảnh, nét chữ. Hộp kem bên trong cũng vậy nhé, giống nhau hết từ logo, màu sắc, nét chữ. Đừng quan tâm đến chuyện có tem hay không tem nhé. Có tem cũng hàng giả như thường. Áp giấy bạc bên trong cũng vậy nhé, không có gì khác nhau giữa loại có tem và không tem, vì cả hai hộp này đều là hàng thật cả. Loại kem giả đầu tiên này, bạn sẽ dễ dàng phân biệt được hàng thật giả thông qua màu sắc bên ngoài vỏ hộp. Mà bạn cũng phải có hai hộp thật giả mới so sánh được chứ chỉ có một hộp thì cũng khó biết được. Bạn hãy nhìn kỹ hộp kem giả bên trái, màu hoa in trên hộp có màu tím hơn kem thật. Bạn sẽ thấy hộp kem giả có màu hoa tím hơn nhiều so với kem thật. Cả hai hộp kem này đều có tem chống hàng giả giống nhau, nhưng khác nhau về màu sắc hoa được in trên hộp. Và sự khác biệt cũng nằm ngay chính chỗ in ngày sản xuất và hạn sử dụng này. Cho đến lúc làm video này thì vẫn còn sự khác biệt này, có thể sau này hàng giả làm giống hàng thật luôn. Hạn sử dụng hàng thật được in ngay bên trên mã vạch, chữ rõ ràng. Hàng giả thì hạn sử dụng in ở bên cạnh mã vạch. Hạn sử dụng hàng thật in ngược theo chuẩn tiếng Anh là in năm trước rồi đến tháng và cuối cùng là ngày. Hàng giả thì in xuôi, ngày trước, đến tháng, rồi đến năm. Loại kem giả thứ hai này cũng có tem giống hàng thật. Kem giả bên tay phải này, màu hoa gần giống với kem thật, nếu nhìn kỹ hơn thì bạn sẽ thấy màu hoa mờ nhạt hơn chút xíu mà thôi, nên cũng khó phân biệt hơn. Để ý chỗ này cũng có màu sắc khác nhau, hàng giả màu vàng nhạt, hàng thật màu đỏ đậm. Mặt này bạn cũng sẽ thấy kiểu hoa khác nhau, hoa ở hàng thật thì màu tươi và đẹp hơn. Màu ở đây đều có sự khác nhau. Ở hàng thật bên trái, ngày tháng sản xuất và hạn sử dụng nằm bên trên mã vạch, còn hạn sử dụng của hàng giả thì nằm bên trái mã vạch. Hạn sử dụng hàng thật in ngược theo chuẩn tiếng Anh là in năm trước rồi đến tháng và cuối cùng là ngày. Hàng giả thì in xuôi, ngày trước, đến tháng, rồi đến năm. Và số năm ở hàng giả lại viết tắt nữa. Loại kem giả Meduzi thứ ba này, cách phân biệt vỏ hộp bên ngoài giống như cách phân biệt hàng giả loại thứ nhất ở đầu video này, nhưng bên trong sẽ khác hoàn toàn loại thứ nhất.
nên mình sẽ không nói lại cách phân biệt ngoài vỏ hộp để không mất thời gian của bạn nhé. Loại kem giả thứ tư này thì vỏ hộp lại giống như loại kem giả thứ hai nên mình cũng không chỉ lại nữa nhé. Khác nhau ở đây là nó của công ty khác và tem khác, bên trong cũng khác nữa. Mình sẽ so sánh hộp kem bên trong ở phần sau video này nhé. Loại kem giả thứ năm này thì cũng vậy, vỏ hộp rất giống với loại kem giả thứ hai, nhưng tem dán trên hộp thì giống loại kem giả thứ bốn, còn hộp kem bên trong lại khác hoàn toàn. Mình sẽ so sánh hộp kem bên trong ngay sau đây cho bạn biết nhé. Mình sẽ bóc những hộp kem này ra để so sánh cho bạn biết chính xác hàng thật giả như thế nào, để còn biết mà mua đúng hàng chính hãng nhé. Đây là hai mẫu kem chính hãng, một loại có tem, một loại không có tem nhưng đều là hàng thật cả nhé. Tem chủ yếu là do công ty Việt Nam mình nhập về dán lên chữ hàng từ Nhật không có tem. Loại kem giả thứ nhất này, bạn sẽ thấy các tem chống hàng giả đều giống nhau hết nhé. Bạn sẽ dễ bị mua nhầm phải hàng giả vì nó quá khó để phân biệt được. Hàng thật và hàng giả đều loại kem giả thứ hai này, bạn cũng sẽ thấy được tem chống hàng giả giống như hàng thật luôn. Nhiều shop lớn có trộn cả hàng thật và hàng giả để bán, nên dễ mua nhầm hàng nhái lắm. Loại kem giả này rất dễ phân biệt, đó chính là logo trên nắp hộp kem. Của hàng thật là hình chữ M, còn hàng giả lại là hình con bướm. Để ý kỹ hơn bạn cũng sẽ thấy chữ của hàng thật được in to và đậm hơn, hàng giả được in nét nhỏ mảnh mai hơn. Loại hàng giả thứ ba này thì logo trên nắp hộp kem cũng là con bướm, loại này vẫn còn dễ phân biệt thông qua logo hình con bướm này. Loại kem giả thứ bốn này là của một bên khác nữa, nên họ dán tem loại khác, mà tem thì không quan trọng vì hàng từ bên Nhật về họ không có dán tem. Tự in trên hộp kem cũng có sự khác nhau đáng kể, tuy nhiên bạn phải có hai hộp kem trên tay mới có thể so sánh được, chứ chỉ có một hộp kem thật hoặc giả thì khó mà nhận biết được hàng thật và hàng giả khác nhau ra sao. Chỗ khó phân biệt nhất chính là loại kem giả này có logo hình chữ M giống như hàng thật luôn. Loại kem giả thứ năm này có tem giống như loại kem giả thứ bốn nhưng mà nó khác nhiều so với loại hàng giả thứ bốn. Bạn có thể dễ dàng nhìn thấy sự khác biệt ở logo hình chữ M bên hàng thật và hàng giả là hình con bướm. Hàng thật và hàng giả đều có logo trên nắp là hình chữ M, nên bây giờ không còn phân biệt được theo cách này nữa. Điểm khác biệt bạn có thể phân biệt ở đây là hàng giả nét chữ nhỏ mỏng hơn, còn nét chữ hàng thật to đậm hơn. Dưới đáy hộp cũng vậy, chữ của hàng thật to đậm hơn, còn hàng giả nét chữ thanh và nhỏ hơn. Tem chống hàng giả bên ngoài đều giống nhau cả, vì tem chống giả này làm nhái dễ dàng. Bạn cũng có thể so sánh với mẫu hàng thật không có tem bên trái, cũng sẽ thấy được sự khác nhau hoàn toàn ở nét chữ in trên hộp. Bây giờ mình sẽ so sánh tiếp bên trong hộp kem để bạn có thể thấy được sự khác biệt của hàng thật và hàng giả như thế nào. Đây, để không mất thời gian xem video của bạn, mình sẽ chỉ hai loại hàng giả phổ biến nhất, còn những loại hàng giả khác thì cũng tương tự với hai loại hàng giả này nhé. Hai hộp kem bên tay trái là hàng chính hãng, còn hai hộp kem bên tay phải là hàng giả. Bạn có thể thấy được sự khác biệt ngay ở nắp chặn giấy bạc phải không? Của hàng thật thì mặt trên của nắp là bằng xốp trắng sáng, còn hàng giả là giấy bạc bóng lộn và hơi tối màu. Loại hàng giả khác này thì ở phía trên nắp hộp kem lại còn có thêm một nắp giấy in hình và màu sắc rất đẹp mắt nữa. Đẹp như thế này thì ai mà nghĩ là hàng giả được. Mình gỡ cái nắp giấy này ra thì bên trong có nắp chặn bằng giấy bạc giống với loại kem giả kia, giấy bóng và tối màu. Khi là cùng một nhà sản xuất và các nhà phân phối bán hàng khác nhau, họ làm tem nhãn khác nhau để đánh lừa khách hàng. So với hàng thật bên trái bạn sẽ thấy được sự khác nhau rõ ràng. Mình sẽ bóc hộp kem ra luôn để xem bên trong có khác gì nhau không. Đây là kem chính hãng nhé, dù là loại có tem hay không có tem thì nếu là chính hãng đều giống nhau hết.
Bạn có thể thấy mặt trong của nắp chặn kem này cũng khác nhau. Của hàng thật là trơn bóng phủ bằng lớp giấy bạc, còn của hàng giả lại là lớp xốp màu trắng. Nắp giấy bạc của loại hàng giả thứ hai này cũng vậy, khác hẳn so với loại hàng thật chính hãng. Đây là chất kem ban ngày nhé các bạn, khó mà phân biệt được kem thật và kem giả khác nhau thế nào. Bên trái là hàng thật màu vàng nhạt hơn và mùi thơm dịu nhẹ, loại hàng giả bên phải này lại có mùi thơm nồng như nước hoa. Chất kem hàng giả màu vàng đậm hơn một chút xíu, mà phải có hai hộp kem thật giả trên tay thì bạn mới có thể phân biệt được. Bạn có thể thấy được kem chính hãng dù có tem chống giả hay không thì màu kem vẫn giống nhau và màu vàng nhạt hơn hàng giả. Đây là chất kem của loại hàng giả khác, nhìn qua rất khó thấy được sự khác biệt với hàng thật bên trái, loại hàng giả này thì có mùi hơi hắc nhẹ, mùi của hóa chất. Hai loại hàng giả này là của hai công ty khác nhau, một loại có mùi thơm nồng nước hoa, một loại thì có mùi hắc hắc như mùi của hóa chất. Màu xanh ban đêm cũng có nhiều loại hàng giả giống như kem màu đỏ ban ngày. Ở đây mình chỉ so sánh một loại hàng giả dễ dàng nhận biết, quan trọng là mình sẽ so sánh chất kem giả bên trong để bạn biết nhé. Bạn sẽ thấy sự khác nhau rõ ràng, hộp kem giả bên phải nó dần sùi, không trơn mướt như hàng thật bên tay trái. Được màu sắc hoa khác nhau, hoa hàng giả màu đỏ hơn, còn màu hoa của hàng thật tím hơn, rõ nét hơn. Bạn cũng sẽ thấy được màu sắc ở đây khác nhau. Chỗ in ngày tháng sản xuất và hạn sử dụng này cũng khác nhau hoàn toàn. Trên nắp, logo hàng thật là chữ M, logo hàng giả là hình con bướm. Giống như kem này thì bây giờ logo hàng giả cũng đã có logo là chữ M rồi nhé. Bạn cũng thấy được sự khác nhau trên nắp hộp kem thật và giả. Nắp thật mặt trên là xốp trắng, nắp giả mặt trên phủ bạc trơn bóng. Dưới hàng thật là phủ bạc trơn, còn hàng giả mặt dưới nắp lại là xốp trắng. Đây là chất kem ban đêm, bên trái là hàng thật, chất kem nhìn mướt mịn, mềm mại, khi thoa lên da cảm giác rất nhẹ. Bên phải là kem giả màu đậm hơn chút xíu, chất kem đặc và thô hơn, nhìn bằng mắt thường cũng thấy. Mùi kem giả này hơi hắc như hóa chất, mà mùi nhẹ nên khó thấy hắc. Khi thoa lên da thì có cảm giác bết dít nhẹ. Nếu không có trên tay hộp kem thật và giả thì bạn khó mà phân biệt được giả lắm. Nên nhiều người mua nhầm. Mình nhắc lại là đây là mẫu kem còn dễ phân biệt, chứ còn có loại bên ngoài giống như kem chính hãng, chất kem thì mùi thơm nên nhiều người mua nhầm phải hàng giả. Giấy hướng dẫn hàng thật bên trái và hàng giả bên phải thì màu vàng ở chỗ này khác nhau. Bạn cũng thấy được hoa in lệch nhau giữa hàng thật và giả, màu đậm nhạt cũng khác nhau nữa. Bên trong thì kiểu chữ cũng hơi khác nhau chút ít, các kiểu hoa in chìm kiểu dáng khác nhau, sắp xếp khác nhau giữa hàng thật và hàng giả. Bạn sẽ thấy được nền hoa văn in chìm phía sau gần như là khác biệt nhau hoàn toàn. Những bạn nào cần mua số lượng lớn hoặc nhập hàng về bán lại thì lưu ý chỗ này nhé. Đây là hộp lớn đựng 12 hộp kem nhỏ bên trong. Và cũng lưu ý cho bạn là tại thời điểm mình làm video này thì vẫn còn phân biệt được theo cách này. Sau này chắc chắn hàng giả sẽ làm giống như hàng thật. Lúc đó bạn khó mà phân biệt được thật và giả nếu không có kinh nghiệm. Hàng thật bên trái có chữ M nhỏ, hàng giả bên phải chữ M to hơn. Những kiểu dáng hoa trên hàng thật và hàng giả khác nhau, màu hoa hàng giả tươi đậm hơn, còn màu của hoa hàng thật thì đỏ nhạt hơn. Nhưng dưới ánh sáng thì vỏ hộp hàng thật bóng lấp lánh, còn hàng giả thì không có độ bóng lấp lánh. Mặt này thì bạn cũng sẽ thấy được chữ ở đây in khác nhau hoàn toàn. Chữ Meduji của hàng thật bên trái to hơn hàng giả bên phải. Màu ở đây cũng khác nhau nữa. Dưới đáy hộp bạn cũng sẽ thấy được sự khác biệt nhau hoàn toàn. Bên cạnh hộp bạn cũng thấy khác nhau, kem giả hoa màu khác, kiểu dáng khác và có thêm chữ 12 PCS. Trong hộp bạn sẽ thấy hoa văn hàng thật khác với hàng giả, màu cũng đậm hơn. Ở đây thì bên hàng thật là màu đỏ, còn hàng giả là màu trắng. Đó là những sự khác biệt dễ phân biệt cho đến thời điểm hiện tại. Sau này có thể hàng giả họ in giống hàng thật luôn, nên lúc đó sẽ khó phân biệt hơn nhiều.